ta phân tích các dạng tín hiệu điện não, các dạng tín hiệu điện não theo tần số, đó là sóng alpha, biên độ là 50 microvolt, số lần xuất hiện là 8 đến 13 lần trên giây. Sóng này rõ nhất ở đằng sau não người, và sóng alpha trở nên rõ nhất khi chúng ta nhắm lại mắt lại và bị triệt tiêu khi ta mở mắt. Sóng beta là nó nhanh và có tần số lớn hơn 14 Hz, thường thì thấy ở cả hai bán cầu phân bố đối xứng ở hai bên, quan sát rõ nhất là ở vùng trăng. Sóng này nổi bật khi có dùng thuốc an thần khi ngủ, mất gọi là suy giảm ở vùng tổn thương ở não. Nhịp beta thì thường được coi là nhịp bình thường, là nhịp chiếm ưu thế ở bệnh nhân đang lúc tỉnh, cảm giác và lo sợ. Sóng theta là sóng chậm, được coi là bất thường nếu thấy ở người lớn tỉnh táo, và thường bình thường đối với bé hơn là 13 tuổi khi đang ngủ. Có thể thấy theta tạo thành một vùng bất thường cục bộ ở nơi tổn thương xuất hiện ở một số bệnh lý như não chuyển hóa, não nước, và thường thấy trong tình trạng buồn ngủ hay ngủ nông. Sóng delta là tần số từ 3 Hz trở xuống, là sóng chậm nhất, có biên độ cao nhất. Sóng hiếm thấy khi người đang thức, được thấy khi đo điện não lúc ngủ sâu và tỉnh nhất của trẻ nhỏ. Rõ nhất là đo ở vùng trán người lớn và phía sau trẻ em. Nếu xuất hiện ở người lớn mà không phải là lúc đi ngủ thì não có vấn đề như u não, động kinh, tăng áp lực hột sọ, khiếm khuyết về mặt trí tuệ và hôn mê. Các biến thể bình thường đó là nhịp MU, nhịp hoạt động điện. MU là dạng điện, trong đó sóng hình dạng là giống rào trắng, lambda và bot là xuất hiện ở phía sau và cân xứng hai bên, xuất hiện ở bệnh nhân tỉnh táo. Và nhìn trừng trừng vào bề mặt màu trắng. Phức độ K là xuất hiện khi ngủ mà bị đánh thức. Sóng V là dạng sóng thường thấy ở giai đoạn 2, biến thể tâm thần vận động, là loại loạn nhịp hiếm gặp, xuất hiện giống như sự hòa nhịp ở hai hoặc nhiều nhịp cơ bản với nhau để tạo ra thành dạng phức hợp, là loại nhịp lành tính, điển hình ở trạng thái ngủ hoặc buồn ngủ. Là dạng sóng phức hợp gai và sóng thì thường thấy ở lứa tuổi và mọi lứa tuổi, và rõ nhất là ở trẻ em, bao gồm là một gai bộc phát ở vỏ não, và một sóng chậm thường thấy là delta, sóng có biên độ cao, phức hợp bộ lặp đi lặp lại. Nó xuất hiện ở bệnh động kinh toàn thể hóa và cư trú ở bệnh động kinh cục bộ, đai gai và sóng, là một dạng gai và sóng, trong đó mũi sóng chậm đi kèm theo hai hoặc nhiều gai, thường đi kèm với giật cơ. Các sóng điện động kinh thì chênh lệch theo chu kỳ, dạng sóng phóng điện đi kèm tổn thương và chấn thương não thấy rõ nhất khi bị tổn thương não cấp tính và rối loạn tuần hoàn. Các sóng ba pha là thấy rõ nhất trong bệnh não do gan, và thấy ở bệnh não do chuyển háo khát bùng nổ ức chế, là một dạng sóng hỗ trợ, sóng của sóng chậm hỗn hợp biên độ cao xen kẽ luân phiên bằng đường đẳng điện, thường thấy ở tổn thương não nặng, đột quỵ, thiếu máu não, thiếu oxy, và thấy tạm thời trong gây hôn mê sâu. Tín hiệu điện não bình thường khi thức, nhịp alpha và mu. Tín hiệu điện não khi ngủ chia làm hai loại: giấc ngủ không cử động, mắt nhanh, và giấc ngủ cử động mắt nhanh, NRM, chia làm 4 giai đoạn. Giấc ngủ NRM giai đoạn 1, buồn ngủ, giảm nhịp alpha, tăng sóng beta. Giấc ngủ NRM giai đoạn 2 thì là giai đoạn giấc ngủ ưu thế. Trong giấc ngủ đêm bình thường, giấc ngủ RMM thì giai đoạn 3, và giai đoạn 4 thì nó là giai đoạn sóng chậm, thường không có vận động. RM là vận động nhanh, hoạt động điện thế thấp hơn và có dạng răng cưa. Như vậy chúng ta tổng hợp lại từ việc mà phân tích tín hiệu điện não nó như thế nào, có bao nhiêu dạng tín hiệu điện não phân theo tần số, đó là có tổng cộng là 4 delta,
theta, beta và alpha. Đối với biên độ là sóng alpha nó có biên độ là 50 microvolt. Sóng theta thì có tần số là 14 Hz. Sóng theta nó là sóng chậm. Và sóng delta là tần số từ 3 Hz trở xuống. Sóng chậm là có biên độ cao nhất. Các biến thể bình thường đó là nhịp MU. Biến thể bình thường đó là nhịp MU. Hoạt động nhịp MU, nhịp lambda và Bohr. Phức hợp K và sóng V. Thì nhịp MU nó là dạng điện, trong đó sóng có hình dạng là giống rào chắn. Còn lambda và Bohr thì xuất hiện ở bệnh nhân tỉnh táo, mắt nhìn trừng trừng vào bề mặt màu trắng, và nó xuất hiện ở phía sau và cân xứng hai bên. Phức hợp K là xuất hiện khi đang ngủ. Sóng V là dạng sáng thường thấy ở dạng ngủ hai, biến thể tâm thần vận động. Biến thể tâm thần vận động thì loại nhịp này nó hiếm gặp và nó giống như sự hòa nhịp của hai hay là nhiều nhịp cơ bản để tạo ra nhiều dạng phức hợp. Loại nhịp này là lành tính và nó điển hình là ở trạng thái ngủ hoặc buồn ngủ. Nó là hòa nhịp của hai hay nhiều nhịp cơ bản. Dạng sóng phức hợp gai và sóng. Thường thấy ở mọi lứa tuổi và bao gồm là một gai và một sóng chậm, thường thấy là sóng delta. Sóng có biên độ cao hoặc là được lặp đi lặp lại, đó là dạng sóng phức hợp ấy. Nó xuất hiện ở bệnh động kinh toàn thể hóa, cư trú ở bệnh động kinh cục bộ. Ba gai và sóng là một dạng gai và sóng, trong đó mũi sóng chậm đi kèm theo hai hoặc nhiều gai, thường đi kèm với giật cơ. Các sóng động kinh thì lệch theo chu kỳ. Dạng sóng điện thường đi kèm với tổn thương và chấn thương não, thấy rõ nhất là tổn thương não cấp tính và rối loạn tuần hoàn. Có các sóng ba pha là thấy rõ nhất ở bệnh não do gan. Bùng nổ và ức chế thì nó là một dạng sóng chậm và hỗn hợp với biên độ cao xen kẽ, luân phiên bằng một đường đẳng điện. Nó là luân phiên bằng một đường đẳng điện. Cái bùng nổ và ức chế này, tín hiệu điện não thường khi thức đó là nhịp alpha và mu. Tín hiệu điện não khi ngủ chia làm hai loại: giấc ngủ không cử động mắt nhanh và giấc ngủ cử động mắt nhanh. NRM chia là 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì nó là buồn ngủ, nó giảm nhịp alpha và tăng sóng beta. Giấc ngủ giai đoạn 2 nó là giấc ngủ ưu thế, trong đó giấc ngủ đêm bình thường. Giấc ngủ giai đoạn 3 và giai đoạn 4 là giai đoạn sóng chậm và thường không có vận động. RM là vận động mắt nhanh, hoạt động điện thế thấp hơn và có dạng răng cưa. Như vậy là đã hoàn thành xong cái chúng ta tìm hiểu về phân tích các dạng tín hiệu điện não.